lạc tại trái tim quận Long Biên, tâm điểm phồn vinh phía đông thành phố Hà Nội. The Diamond Point đón chọn tiềm năng phát triển không giới hạn về hạ tầng giao thông xã hội. Quy hoạch thông minh với 3 phân khu chính: khu biệt thự liền kề, khu biệt thự song lập, khu cảnh quan cây xanh. Sở hữu địa thế vàng khi nằm kế bên Vinhomes Riverside The Harmony và dự án chung cư cao cấp Sunshine Green Iconic, chỉ mất 7 phút để di chuyển đến Ion Mall, 15 phút đến Hồ Gươm, 25 phút đến sân bay quốc tế Nội Bài, cùng tiện ích vạn vật trong tầm tay từ trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, sân golf cho tới trường học, bệnh viện. Khi hệ thống 5 cây cầu nghìn tỷ trong quy hoạch của thành phố bắt đầu được khởi công vào năm 2021, The Diamond Point sẽ trở thành tâm điểm kết nối hạt nhân với thủ đô và các tỉnh thành lân cận. Một cuộc sống đáng mơ ước đang vẫy gọi cư dân trong những căn nhà mang ngôn ngữ kiến trúc tân cổ điển, giao thoa văn hóa Đông Tây độc đáo, cùng một cộng đồng cư dân tinh hoa được bao bọc bởi không gian sống xanh gần gũi với thiên nhiên, khởi tạo sinh khí giúp cân bằng cuộc sống, kết hợp lại tạo nên trải nghiệm sống và hưởng thụ đẳng cấp xứng tầm gia chủ. The Diamond Point khởi tạo giá trị đầu tư bền vững với số lượng biệt thự hữu hạn, tiềm năng kinh doanh mạnh mẽ, tiếp giáp với cộng đồng cư dân văn minh thành đạt. The Diamond Point, tâm điểm kim cương khơi nguồn thịnh vượng.